Xin chào quý vị và các bạn đang đến với bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32. Sau khi khép lại ngày thi đấu ngày 12 tháng 5 tính đến ngày 13 tháng 5. Bên cạnh đó thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những vận động viên, những cái tên đã góp công cho đoàn thể thao Việt Nam của chúng ta đã có điểm cho ngày 12 tháng 5. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật bảng tổng sắp huy chương, lịch thi đấu của đoàn thể thao mỗi ngày tại đây. Vậy là sau khi khép lại ngày thi đấu ngày 12 tháng 5, thì đoàn thể thao Việt Nam đã mang về thêm 13 tổng huy chương vàng, 10 tổng huy chương bạc và 6 tổng huy chương đồng. Qua đó thì trên bảng tổng sắp của SEA Games hiện tại, đoàn thể thao đến từ Việt Nam nằm ở vị trí số 1 với 71 huy chương vàng, 67 huy chương bạc và 78 huy chương đồng. Tổng số huy chương mà chúng ta mang về tính đến thời điểm hiện tại đó chính là 216 chiếc. Và ở trên màn hình thì quý vị và các bạn có thể thấy được đây là những vận động viên đã mang về cho chúng ta những tấm huy chương vàng, những tấm huy chương bạc và huy chương đồng quý giá trong ngày 12 tháng 5. Đứng ở vị trí số 2 trên bảng tổng sắp hiện tại đó chính là đoàn thể thao đến từ Thái Lan. Trong ngày thi đấu 12 tháng 5, đoàn thể thao Thái Lan đã tăng thêm 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 9 huy chương đồng so với ngày hôm trước. Tổng huy chương hiện tại là Thái Lan có 60 huy chương vàng, 43 huy chương bạc và 65 huy chương đồng. Tổng số huy chương là 168 chiếc huy chương. Có thể nói là trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao chủ nhà Campuchia gần như là dậm chân tại chỗ khi mà họ chỉ tăng được 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 8 huy chương đồng so với ngày hôm trước. Và trên bảng tổng sắp hiện tại thì Campuchia có 57 huy chương vàng, 47 huy chương bạc và 63 huy chương đồng, tạm nằm ở vị trí top 3. Nắm giữ vị trí thứ tư thuộc về Indonesia, họ có 49 huy chương vàng, 43 huy chương bạc và 61 huy chương đồng. Indonesia tăng 8 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 2 huy chương đồng so với ngày hôm trước. Đây là một thành tích cực kỳ ấn tượng trong ngày 12 tháng 5 của Indonesia. Vị trí thứ 5 thuộc về Singapore với 38 huy chương vàng, 32 huy chương bạc và 36 huy chương đồng. Tổng số huy chương của họ là 106 huy chương. Philippines nằm ở vị trí thứ 6 với 31 huy chương vàng, 55 huy chương bạc và 72 huy chương đồng. Malaysia có 27 huy chương vàng, 34 huy chương bạc và 60 huy chương đồng, tạm nằm ở vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương. Tính đến thời điểm hiện tại, Myanmar cũng có được 15 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 43 huy chương đồng, xếp ở vị trí thứ 8. Đoàn thể thao đến từ Lào cũng như mọi khi, nằm ở vị trí thứ 9 với 6 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 43 huy chương đồng. Một điểm ấn tượng nữa cho ngày thi đấu 12 tháng 5, đó chính là việc đoàn thể thao đến từ Brunei có thêm 1 chiếc huy chương vàng. Qua đó thì họ có tổng cộng 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng tính đến thời điểm hiện tại. Xếp ở vị trí cuối cùng trên bảng tổng sắp huy chương hiện tại, đó chính là đoàn thể thao Đông Timor với 2 chiếc huy chương vàng. Sau tất cả thì quý vị và các bạn có suy nghĩ gì về bảng tổng sắp huy chương hiện tại? Nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo liên quan đến bảng tổng sắp huy chương mới nhất tại đây.